thế gian này cái gì là thật. Hôm nay chúng ta hiện cái thân tướng này, nhất định thường phải quán chiếu như vậy. Thân này của tôi có thể có được hay chăng? Ban đêm lúc ngủ say, người khác đến khiêng bạn đi, bạn cũng không biết. Bạn làm sao có thể có được chứ? Không có được. Cái vật này là cái của tôi. Ngủ say rồi thì cái gì là của bạn chứ? Không cần phải nắm giữ, toàn là đồ giả. Bạn xem tai nạn lần này của chúng ta ở miền Nam, bạn xem tai nạn của bão, biết bao nhiêu người, ngôi nhà bị nhấn chìm, người thì cũng bị chết chìm, số ít may mắn được thoát chết. Còn cái thân thôi, cái gì cũng không còn. Trong một sát na, cái gì là cái của mình đâu? Không có. Mọi thứ bạn thấy rõ ràng. Bạn buông xả thì được tự tại. Sau khi buông xả, đời sống sẽ ra sao? Nhiều người đang lo lắng. Người hiểu lẽ sẽ không sợ việc này. Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định. Trong bạn không phải chết vì đói, đến lúc đó tự có cái ăn. Trong bạn chết vì đói, giả sử đồ ăn chất thành núi, bạn cũng chết vì đói. Do đó không cần phải lo sợ. Người học Phật tốt nhất, trong tâm có câu Phật hiệu. Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng cầu sanh tịnh độ, thân cận Di Đà, viên mãn đạo nghiệp. Tôi đến thế giới cực lạc làm gì? Đến để cầu học. Ở đó có vị thầy giỏi nhất trong vũ trụ bao la. Tôi đến thân cận Ngài. Tốt. Thật sự không có cái ăn, không có cái mặc, đói dài ngày, không phải đã giảng sanh rồi sao? Không cần đi tìm. Nếu mạng không đáng chết, tự nhiên có người tặng thức ăn cho bạn. Hà tất phải lo nghĩ chứ? Tâm vĩnh viễn giữ được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Tâm thanh tịnh tương ưng với Phật. Nghĩ tưởng sằng bậy thì tương ưng với những yêu ma quỷ quái. Sai rồi. Không nên nghĩ niệm Phật là tốt nhất. Bất luận ở thời gian nào, bất luận ở nơi đâu, tâm cũng được định một cái phương hướng, một cái mục tiêu, thì bạn trong đời này sao có chuyện không thành tựu cho được chứ? Do nên chúng ta phải biết hết thảy chúng sanh không lìa khỏi tự tánh. Tự tánh chính là cảnh giới Như Lai, đều ở trong tự tánh. Nhập, bạn đi đâu để nhập? Bạn vốn ở trong rồi. Nhập này nghĩa là sao? Là bạn đột nhiên giác ngộ. Với tánh đức hoàn toàn tương ưng, do đó bạn không có nhập. Sự tình này do đâu? Do bạn không nhận ra tự tánh. Bạn không biết vạn sự vạn vật do tự tánh biến hiện ra. Bạn không biết được chân tướng sự thật. Một lòng đi truy tìm vạn vật sát na sanh diệt, vĩnh viễn truy tìm không được. Xem thấy tưởng như được trên tay, thân mạng mất rồi, thật giống như giấc mộng không khác. Thân mạng không còn, linh hồn bất diệt. Vậy mà còn khởi niệm vọng tưởng, còn truy tìm, lại đi đầu thai đời đời kiếp kiếp không ngừng nghỉ. Bạn nói có khổ hay không? Sự việc này rất đáng sợ. Trích từ Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tập 75.